À, có một điều ở đây là thưa quý vị, trong những cái thời gian vừa qua thì ngoài những cái công việc làm phim ra thì Giáng Ngọc có nói là phim là không thể làm tiền, kiếm tiền được. Nhưng mà bên cạnh đó thì với những cái giây phút mà anh đi ra ngoài chơi nhạc cho một số những cái nơi rồi kiếm những cái đồng tiền đó thì ngày xưa trước khi mà Giáng Ngọc làm việc chung với anh Quốc Võ thì Giáng Ngọc cũng đã có mời anh lên đây một vài cái chương trình, bởi vì Giáng Ngọc biết là anh có một ngày anh chơi nhạc và cái tiền đó anh sẽ để dành để mỗi năm anh đi làm từ thiện một lần. Vậy thì không biết là cái công việc đó nó còn tiếp tục hay hay là mê phim quá rồi quên mất công việc từ thiện rồi thưa anh? À, không, thưa Giáng Ngọc với lại các quý vị khán giả, là cái công việc đó là công việc nó nằm trong tâm rồi, mình không bao giờ quên được hết á. Tại vì mình tới cái tâm nguyện là mình sẽ làm cho tới khi cuối đời mà, thì càng ngày nó càng tăng thêm chứ nó không có giảm sút mà nó càng tăng thêm nữa. Thì Quốc Võ đã vừa rồi tháng 3 vừa rồi đã làm từ thiện tại Việt Nam rồi xong, Tức là coi tháng như 3 anh năm đi chuyến nay về Việt Nam đúng được một rồi tháng hả ba tuần à, à? 3 tại tuần. vì không có thời gian nhiều, 3 tuần thì Dạ, cái đó vợ cho làm 3 tuần đi thôi, không được đúng đi hơn. rồi 3 tuần thì làm cái lần thứ tư đó là cho những chuyến Việt Nam đó. Thì bây giờ sắp tới là tháng 2 sắp tới nè, ngày 2 tháng 2 thì Quốc Võ muốn làm một cái show gây quỹ nó lớn, để mình có tiền mình xây cái cầu để cho trẻ em nghèo với lại người già mà neo đơn đó, Ở ví dụ tại sâu đâu anh? xa ở Trà Vinh đó, ở miền Tây đó. Thì mình đã tiên trạm rồi, tức là mình đã coi sẵn cái địa điểm hết rồi mà rất là thích có một cái cầu chỗ đó, tại cái dân đó họ rất là nghèo luôn, và cái con sông nó khá chảy xiết, mà mỗi ngày mà học học sinh mỗi lần đi học á, là họ phải cởi quần áo ra, xong rồi nó nằm cầm tay quần áo vậy nè, cặp táp nè, tay bơi bơi qua sông, Bơi qua bơi qua sông. luôn. Những đứa lớn lớn thì bơi, còn những đứa nhỏ nhỏ thì chui vô trong một cái bọc ni lông á, rồi cái người lớn họ bơi. Ô, em có coi cái đó, em có coi cái Đó, đó. Dạ. xong rồi thấy thương lắm, mà kêu là nghèo lắm, mà khi mà mỗi lần mà lũ lụt á, tức là hàng hàng năm miền Tây đều bị lũ lũ hết á, Dạ, thì dạ. cái nước sông nó lại là dâng cao lên, Dạ đúng nó rồi. dâng cao lên nó càng chảy xiết nữa, là rất là nguy hiểm luôn. Thì mình muốn trong tâm nguyện của Phật Võ là xây một cái cầu đặt tên là Trái Tim Việt, tại hồi xưa giờ chưa bao giờ xây được cái cầu nào hết trơn á. Dạ, Ừ, tại số tiền xây cầu nó hơi lớn, tầm 40.000 đô la thì mới xây được cái cầu lắm. Nhưng mà Quốc Võ có người một người mẹ tên là bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung á, thì đã xây rất là nhiều cái cầu rồi. Mẹ Quốc Võ thì cũng làm từ thiện dữ lắm, mà suy diễn gì suy có tiền, tại bác sĩ mà thì xây nhiều cầu, nhưng mà Quốc Võ thì là không có khả năng. Nhưng mà trong cái tâm nguyện của Quốc Võ Kỳ là này có trong xin mẹ được không? không Xin mẹ được một phần nào đó. thì cũng có thể là mẹ trong vòng thằng nào đó, nhưng mà dĩ nhiên mình phải tự lập được Đúng rồi, bản đúng cảnh rồi. sinh mình ra. Ví dụ như là Quốc Võ kiếm được 39.000, xin mẹ 1.000 thì ok. Dạ, Đó, đúng chẳng rồi. hạn như vậy. Thì sẽ cố gắng mình làm, tại vì mình muốn đặt tên là Trái Tim Việt. Cái chương trình đó vào ngày nào thưa anh? Ngày 2 tây tháng 2, tức là ngày Chủ nhật, tại nhà hàng Golden Sea. Golden Sea 2 tây tháng Đúng 2. rồi, từ 4 Ô, vậy chiều. cũng dễ nhớ, tức là ngày 2 tháng 2, có nghĩa 20 luôn. nhớ 20 tháng 2 hả? À, 2020, tức là ngày 2 tháng 2 năm Ồ, 20. 2020, đúng rồi, tức Đó, là qua đúng năm rồi. mới rồi. Năm mới. Ngày 2 tháng 2 năm 2020, tại Golden Sea sẽ có một cái chương trình anh Quốc Võ cùng với rất đông anh chị em nghệ sĩ sẽ có mặt để mà góp một bàn tay để giúp xây chiếc cầu này. Khi mà nói tới chiếc cầu này thì Giáng Ngọc cũng có xem trên Facebook, Đúng vô rồi. tình lướt qua thì có thấy có người nói về cái địa điểm này và nói là khi mà các em đi học thì cái dòng sông nó chảy rất là xiết mà nó không có cầu cho nên các em phải bơi qua, rồi có những em nhỏ thì bỏ vào trong cái bọc ni lông đó, xong rồi lôi theo, Ghê nhưng lắm. mà nó quá là nguy hiểm, chỉ cần vuột tay hoặc là nếu như cái con sông nó chảy quá xiết thì có thể là các em sẽ bị trôi đi Trôi đi luôn. luôn, đúng rồi. Thành ra phải nói đây là một trong những cái tình trạng mà mình thấy nó rất là thương tâm ở tại Việt Nam. Thấy Thành ra hy thấy vọng thương. là chiếc cầu này sẽ được xây, nhưng mà cái hay ở đây là em thấy là chẳng hạn mình nói đây, cái tên của chiếc cầu sẽ được đặt là Trái Tim Việt. Trái Tim Việt. Cái đó cũng là một trong những cái tên chung để nói lên được cái trái tim của người Việt Nam lúc nào đi tới đâu cũng rất là yêu thương nhau và đùm bọc lẫn nhau. Cho nên hy vọng là chiếc cầu của anh sẽ được hoàn thành một ngày thật là sớm. Còn một cái gây quỹ nữa nè, cái này hay lắm nè, cái này là Quốc Võ đã ra mắt cái CD rồi. Cái CD Quốc Võ tên là Tạ Ơn Đời nha, tức là gồm 9 bài hát mà Quốc Võ sáng tác, nó nói về cha mẹ, nội ngoại, người thân, rồi trẻ em mồ côi, rồi tình bạn bè. Thì cái CD này sẽ được bán ra và 100% số tiền gây quỹ đó dành cho cái xây cái cầu luôn. Tức là quý vị nào muốn order CD của Quốc Võ là cái giá 20 đô la cho một cái CD, cộng thêm 5 đồng tiền ship in nữa là 25 đồng. Nhưng mà nếu quý vị nào mà mua 10 cái trở lên thì sẽ free shipping luôn. Đó, thì tất cả số tiền 100% bán CD đó sẽ được gây quỹ cho việc xây cầu của mùa này luôn. Vậy thì nếu mà quý vị nào muốn ủng hộ thì có thể vào cái website nào hoặc là có thể inbox anh cái gì để liên lạc. Inbox là quý vị, một là vô trong Facebook là đánh chữ Quốc Võ thì sẽ ra gương mặt nào đẹp trai nhất đó, tên Quốc Võ đó thì nó ra. Còn Vẫn tự tin như ngày nào. còn nếu không đó, thì Quốc Võ cái điện thoại trực tiếp luôn cũng được, hoặc là text message là 714 247 9474.
714-247-9474 nha quý vị. Cảm ơn anh. Phải nói là cái người mà có tự tin thì mới làm được nhiều việc. Em đồng ý với anh điều đó, tại em cũng tự tin lắm, lúc nào em cũng nghĩ em đẹp trơn. Rồi thôi bây giờ thì Giáng Ngọc cũng không biết là chúng ta còn bao nhiêu thời gian, nhưng mà thôi thì bây giờ cứ hát một bài để tặng cho tất cả các cô chú trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Quốc Võ có hỏi Giáng Ngọc là bây giờ em muốn hát bài gì, thì Giáng Ngọc có nghe anh nói về cái cuốn CD về cha về mẹ, và phải nói là mẹ là một trong những cái hình ảnh đẹp nhất mà hầu như các nhạc sĩ đều có những cái cảm giác rất là nhiều về những nhạc phẩm này. Và đặc biệt là khi mà ca sĩ hát thì họ cũng cảm nhận, và khán giả cũng cảm nhận điều này rất là nhiều nữa. Cho nên Giáng Ngọc xin được phép để tặng cho tất cả quý vị khán giả một cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Quách Bim, đó là nhạc phẩm Mẹ. Một phần để có thể hy vọng với bài hát này quý vị sẽ thương, để giúp đỡ cho chương trình của anh Quốc Võ và những cái người nghèo, để họ có cái điều kiện, nhất là các em có thể đi học mà không có sợ nguy hiểm cho tính mạng. Tại vì đối với mình á, tiền mình có thể làm được, nhưng có những thứ mình không thể nào mua được bằng tiền. Đó là cái tình yêu thương. Cảm ơn đúng anh. Rồi. Vòng tay ấp mơm con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là dáng che che bóng con đi học về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong trong mai sau con sẽ nên sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con đào làm con xin ghi nhớ con yêu mẹ nhiều lắm. Wow, nghe Giáng Ngọc ca xúc động quá trời.